công ty. Viêm gan C thì mấy anh chị cũng phải hỏi những cái câu hỏi là tại sao tôi phải trị, ai phải điều trị, khi nào thì trị, điều trị như thế nào, và một số đối tượng đặc biệt thì mình phải lưu ý. Cái đầu tiên là tại sao phải trị ạ? Con C cũng vậy thôi, con C mãn tính, tình trạng viêm mãn tính thì nó sẽ đưa đến sơ hóa nhẹ, sơ hóa nặng, sơ gan thì nó có thể đưa đến ung thư gan. Thậm chí cái sơ hóa nặng này nó cũng có thể đưa đến ung thư. Nhưng mà thường những bệnh thân mà ung thư á, là hay ở giai đoạn sơ gan rồi ha mấy anh chị. Hoặc là nó sơ gan mất bù và bệnh nhân sẽ mất, tử vong vì những cái biến chứng của sơ gan mất bù. Đối với con B á, con C nó khác nhau ở chỗ là con B á, nó nhiễm cấp á, thì 90% nó lành, 10% nó qua mãn tính. Còn con C á, nó chỉ khoảng 15-30% thì nó lành tính thôi. Còn lại cái tỷ lệ chuyển qua mãn tính rất là cao ha, gần như 2/3 nhiễm C là nó qua mãn tính. Mấy anh chị nhớ khi nào nó qua mãn tính nó mới đến sơ hóa, sơ gan và ung thư nha. Còn cấp tính thì nó sẽ gây những cái biến chứng của cấp thôi. Mình phải trị, thứ nhất là để mình ngừa những cái biến chứng liên quan đến C, bao gồm có sơ hóa, sơ gan, ung thư. Và mình tránh cái lây nhiễm trong cộng đồng ha. Con C, thường con B nó lây nhiễm gấp 100 lần so với HIV, nhưng con C nó ít lây nhiễm hơn. Con C nó chủ yếu qua đường máu, đường tiêm truyền, tiêm chích mà xì cai ma túy, còn lây nhiễm từ mẹ sang con rất là ít, hoặc lây nhiễm vợ chồng nó cũng rất là ít, là những con đường không thường gặp. Do đó mình thấy con C á, nhiều lúc chồng bị mà vợ không có bị, con không có bị, trong khi con B thường thường là mẹ bị á, là bị luôn cả con ha, bị luôn cả vợ cả chồng. Con C thì nó rất là đơn giản, chẳng cần men bao nhiêu hết, chẳng cần sơ hóa bao nhiêu hết, chỉ cần phát hiện được virus trong máu là trị thôi. Nếu tôi phát hiện được virus viêm gan C ở trong máu, cho dù người này sơ gan hay không sơ gan, sơ gan mất bù hay còn bù là trị, là trị thôi, không cần biết ha. Hoặc là người này điều trị rồi, lần trước điều trị bằng tecfarong là thuốc chích thất bại rồi, bây giờ tôi chuyển có thuốc mới tôi cũng điều trị. Và từ 12 tuổi trở lên là trị rồi. Từ 12 tuổi trở lên là trị. Mấy anh chị nha. Con B mấy tuổi ạ? À? Không dám đâu, con B con nít là trị rồi. Tại tôi chưa nói đó, 3 tuổi trở lên đủ tiêu chuẩn là trị nha.
3 tuổi là mình đã xài được thuốc rồi, xài được entecavir rồi. Điều trị như thế nào? Về mục tiêu của mình là mình điều trị cho đến khi nó tải lượng virus nó không phát hiện được ở tuần lễ thứ 12 sau khi ngưng thuốc. Con C mình điều trị là mình trị hành hoàn toàn luôn, mình điều trị là mình trị dứt điểm luôn, không có bị lại đâu. Mình điều trị xong, 3 tháng sau ngưng thuốc mình kiểm tra lại, nếu nó mất thì mình gọi là đạt được virus bền vững. SVR viết tắt là Sustained Virus Response, tức là đáp ứng virus bền vững ở tuần lễ thứ 12 sau khi ngưng thuốc. Nếu người nào đạt được cái này thì gần như là 90% là nó lành hoàn toàn, không có bị lại nha mấy anh chị. Không có tái phát đâu, chỉ có tái nhiễm, có nghĩa người đó vẫn có nguy cơ, vẫn tiếp xúc với người nhiễm thì mới bị lại thôi. Đây là đánh giá trước điều trị. Cái đầu tiên khi tiếp cận một bệnh nhân viêm gan C, mấy anh chị phải đánh giá sơ hóa. Tại vì cái sơ gan hay không sơ gan nó điều trị khác nhau. Thành ra đầu tiên tiếp cận bệnh nhân phải đánh giá sơ hóa xem người này có bị sơ gan hay không, hay là F4 hay không. Thuốc người này đang sử dụng là gì? Cái thuốc nó cực kỳ quan trọng. Là vì sao nó tương tác thuốc? Bây giờ cái DAA là thuốc kháng virus trực tiếp điều trị viêm gan C á, nó tương tác rất là nhiều với các thuốc khác. Nó làm mất tác dụng của cái thuốc đặc hiệu điều trị viêm gan C. Do đó, tí tôi sẽ chỉ mấy anh chị một cái phần mềm, mấy anh chị tải xuống. Khi nào tôi sử dụng thuốc viêm gan C là tôi phải dò xem nó có bị tương tác hay không để tôi đổi thuốc. Phải giáo dục bệnh nhân tuân thủ, bắt buộc phải tuân thủ phòng ngừa tái nhiễm và lây truyền. Cái này là bệnh nhân viêm B hay C đều phải làm hết. Đối với thai sản, thuốc hiện nay điều trị vẫn không có chỉ định trên bệnh nhân có thai. Nhớ nha, thuốc điều trị viêm gan C không có chỉ định trên bệnh nhân có thai. Trong quá trình điều trị 3 tháng, tuyệt đối không được có thai. Vì người ta chưa thấy an toàn trên phụ nữ có thai. Khác với con B mấy anh chị ha. Trước khi điều trị, mấy anh chị phải làm những cái xét nghiệm này. Đánh giá độ lọc cầu thận, đánh giá công thức máu, xét nghiệm sinh hóa gan, đo tải lượng virus C. Tầm soát xem có đồng nhiễm B hay không, tầm soát có đồng nhiễm HIV hay không. Mấy anh chị nhớ, đây là cái tương tác thuốc. Mấy anh chị tải cái phần mềm này xuống đi, hep y chạc. Cái phần mềm này tải xuống thì nó có những cái trang. Đầu tiên mấy anh chị sẽ chọn những cái thuốc viêm gan đang điều trị. Sau đó mấy anh chị chọn những cái thuốc sử dụng cùng. Thì nó sẽ ra với bảng kết quả. Nếu nó ghi no interaction, tức là không tương tác, thì mấy anh chị xài thoải mái ha. Còn nếu nó trả lời là tương tác nhẹ hay tương tác mạnh, potent interaction, tương tác mạnh là không có được xài luôn, phải đổi thuốc khác. Mà một bệnh nhân của mình họ đến là gì? Vừa tăng huyết áp, vừa đái tháo đường, vừa tùm lum bệnh hết. Mình phải check từng thuốc một, và mình điều chỉnh thuốc cho bệnh nhân, chọn cái thuốc nào không tương tác trong quá trình điều trị DAA. Cái này là quan trọng lắm đó mấy anh chị. Một trong những thuốc tương tác mấy anh chị hay xài là gì biết không? Ức chế bơm proton, omeprazole, lansoprazole, nexium-varies thì tùm lum. Nó tương tác rất là mạnh với DAA, nó làm mất tác dụng của thuốc của mình. Hãy cẩn thận nhé. Đây cái xét nghiệm. Con C nó đơn giản vô cùng. Nó chỉ có hai cái dấu ấn thôi. Cái đầu tiên mấy anh chị sàng lọc, mấy anh chị sẽ làm anti-HCV. Anti-HCV là kháng thể của virus C. Nếu kháng thể C âm tính là thôi xong, người này không có bị nhiễm C. Nếu kháng thể C dương tính thì nó có hai tình huống xảy ra. Người này bị rồi, lành rồi thì nó cũng dương. Người này bị rồi, điều trị rồi, lành rồi nó cũng dương. Hay là người này đang bị nó cũng dương. Tóm lại khi làm cái anti-C này, không biết người này là còn bị hay là gì. Hết rồi. Muốn biết thì mấy anh chị phải làm tiếp định lượng HCVRNA hoặc là core antigen. Cái này Việt Nam mình có rồi, nhưng mấy anh chị nhớ cái HCVRNA đi. Định lượng ra cái này mà dương, tức là phát hiện được, có nghĩa là người này đang nhiễm C. Còn nếu định lượng ra nó âm thì người này hiện tại không có nhiễm, không có trị. Tuy nhiên, một số bệnh nhân thử anti-C dương tính bác sĩ trị luôn. Tôi không biết tại sao trị. Trị vì mục tiêu gì, hoặc là lấy tiền bệnh nhân. Biết nhưng mà vẫn trị để lấy tiền, hoặc là không biết. Mà tôi nghĩ là không ai không biết. Anti-HCV nó dương là phải tiếp định lượng nó mới trị chứ. Đúng mà vẫn trị nha.
Điều trị chung của tất cả bệnh nhân là phải ngưng rượu và thuốc lá. Ha. Thứ hai, chế độ ăn này là chế ăn ăn chung cho con B luôn nha, BC giống nhau, không có gì thay đổi, không có kiêng cái thứ gì trên đời này hết đó, muốn ăn cái gì ăn. Miễn đừng uống rượu giùm tôi thôi. Thậm chí sơ gan rồi, sơ gan mất bù phù bán bụng rồi cũng không kiêng luôn. Không có kiêng trứng thịt sữa gì hết, mấy anh chị cứ dặn cái bệnh nhân cái bệnh gan là không ăn trứng à, ôi gì kỳ cục vậy. Trứng là cực tốt, tốt còn hơn thịt nữa. Cái chất đạm mà dung nạp tốt nhất cho bệnh nhân gan, sơ gan mất bù là nặng nhất rồi đúng không ạ? Là đạm thực vật. Đạm thực vật là gì? Đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, các loại đậu, nấm. Dung nạp tốt thứ hai là gì ạ? Là cá, hải sản. Dung nạp tốt thứ ba là trứng và sữa và các sản phẩm của sữa. Và dung nạp cuối cùng mới là thịt. Thịt trắng rồi sẽ tới thịt đỏ. Sơ gan không kiêng cái gì hết. Sơ gan mất bù lượng protein mỗi ngày phải là 1 đến 1,2 gram đến 1,5 gram bạc ký một ngày. Có nghĩa là ăn còn hơn người bình thường nữa. Một ngày ăn 4 cữ, sáng, trưa, chiều, tối trước khi đi ngủ. Người sơ gan á, để đảm bảo albumin được tổng hợp đầy đủ, đủ chất tổng hợp albumin và đảm bảo người này không suy dinh dưỡng đạm. Vì cái người sơ gan mà suy dinh dưỡng đạm thì sao ạ? Tử vong rất là dễ, nguy cơ gì? Biến chứng rất là cao. Thành ra cái khái niệm bây giờ là gì? Bệnh não gan, hồi xưa mấy chị học là gì? Kiêng đạm đúng không? Nghe tới bệnh não gan, hôn mê gan đó là kiêng đạm là sai hoàn toàn luôn. Bây giờ không có kiêng cái gì hết, ăn thoải mái. Người Việt Nam mình ăn đạm không đủ, người bình thường mình ăn không đủ, chứ đừng có nói tới cái người sơ gan có lượng đạm cao. Nó đòi hỏi cái calorie một ngày rất là cao, 350 kcal, 35 kcal bạc ký một ngày. Thành ra nhớ đối với sơ gan đừng bắt người ta không ăn trứng nha, không có bắt kiêng gì, muốn ăn nhiều đó nhiều ăn, ăn không nổi luôn thì đừng nói. Ha, không có kiêng đạm, cà phê uống thoải mái. Cà phê hiện nay được xem là thuốc gì, là một cái chất cải thiện sơ hóa gan, phòng ngừa tiến triển sơ hóa gan số 1 hiện nay. Cà phê gì ạ? Cà phê nguyên chất. Cà phê gọi là pure coffee chứ không phải là cà phê bắp. Cà phê nguyên chất, cà phê phin, filter, cà phê lọc, cà phê phin của mình á, chứ không phải cà phê gì? Hòa tan. Hòa tan là nó mất hết chất xịn rồi, hết chất này rồi. Về thành ra cái Việt Nam mình uống cà phê phin nhỏ giọt vậy đó mà ok, một ngày uống từ 2 đến 3 cốc. 2 đến 3 cốc là ok. Nha, về tập uống cà phê, đừng có bắt người ta kiêng. Chỉ kiêng rượu thôi ha, kiêng rượu thôi. Thuốc, bây giờ thuốc giảm đau tôi hỏi mấy chị, mấy người sơ gan mất bù mấy chị. Cái người viêm gan mãn chưa sơ gan, thuốc gì uống cũng được hết á. Thuốc giảm đau paracetamol cái thứ gì cũng được. Sơ gan rồi, sơ gan mất bù rồi, tôi đố mấy chị thuốc nào an toàn nhất, giảm đau hạ sốt an toàn nhất cho người sơ gan? Paracetamol. Mấy anh chị mình nghe sơ gan một phát ra nhà thuốc hả? Nó đâu có dám bán Panadol, nó đâu có dám bán Paracetamol, nó bán toàn thuốc độc gan không à. Trong khi cái thuốc mà an toàn nhất của FDA, nó chấp nhận cho người sơ gan thậm chí mất bù là 1,5 gram đến 2 gram Paracetamol mỗi ngày. Với điều kiện người này không uống rượu. Còn nếu người này uống rượu thì cái liều mấy chị xài được khoảng 1 gram một ngày. Thành ra người ta sốt muốn chết 40 độ vô, chẩn đoán sơ gan một phát lâu mát gần chết. Nó có hạ nổi đâu, không dám cho một viên paracetamol. Vì paracetamol là thuốc độc gan ở ngưỡng liều, tùy thuộc vào liều. Khi nào nó quá liều nó mới gây độc gan. Còn cái liều 1,5 gram, 1 gram không có xi nhê gì với nó với mình hết á. Vì 90% paracetamol nó thải trừ qua đường nước tiểu. Chỉ có 5% nó được chuyển hóa thành dạng độc thôi. Mà cái dạng độc đó, nó nếu nó có đủ glutathione thì nó chuyển hóa luôn thành dạng không độc. Nhưng trên cái người uống rượu thì glutathione trong gan của mình á, nó ít, nó giảm. Thành ra cái người uống rượu nó dễ ngộ độc paracetamol hơn người bình thường. Nha. Cẩn thận những cái thuốc điều chỉnh liều với NSAID. NSAID là cực kỳ độc cho gan. NSAID hiện nay chưa được khuyến cáo sử dụng trên bệnh nhân sơ gan và sơ gan mất bù. Statin. Statin bây giờ được xem là thuốc bảo vệ gan. Hồi xưa mấy chị thấy men gan cao, thấy sơ gan là đố dám xài vậy. Đố dám xài atorvastatin, rosuvastatin đó. Nhưng bây giờ statin năm 2020 là ok trên bệnh nhân gan, không sao hết. Nguy cơ tổn thương gan do statin nó là thấp nha, nhưng mà nó còn có tác dụng bảo vệ gan nữa. Chích ngừa.
Tất cả những ca viêm gan C đều phải được tầm soát B để chích ngừa viêm gan B và chích ngừa viêm gan A. Điều trị bệnh đi kèm, nó hay kèm theo gan nhiễm mỡ, đều đồng nhiễm B vân vân. Về điều trị kháng virus, nó có những cái guideline mới nhất hiện nay ở đây. Bộ Y tế mình thì cũ quá rồi, tụi tôi đang viết lại cái guideline của bộ của viêm gan C, của Tổ chức Y tế Thế giới, của châu Âu, của Mỹ. Vì Việt Nam mà nó cũ quá rồi nên tôi không lấy Việt Nam ra tôi nói mấy anh chị nữa. Nhưng mấy anh chị nhớ rằng đây là của Tổ chức Y tế Thế giới. Mấy anh chị nhớ là mình sẽ chọn một cái thuốc nào mà nó trị được cho tất cả các tiếp. Nó có 6 tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hồi xưa mấy anh chị điều trị á, mấy anh chị phải định tiếp. Định tiếp để mình chọn thuốc. Nhưng bây giờ mình sẽ có những cái DAA là thuốc kháng virus trực tiếp, điều trị được tất cả các tiếp. Trên bệnh nhân 18 tuổi trở lên thì mình khuyến cáo sử dụng những cái thuốc này. Nếu bệnh nhân từ 12 đến 17 tuổi và cân nặng dưới 35kg thì mình sẽ sử dụng Sofosbuvir và Ledipasvir 12 tuần đối với tiếp 1, 4, 5, 6 hoặc là Sofosbuvir, Ribavirin 12 tuần đối với tiếp 2 và tiếp 24 tuần đối với tiếp 3. Tất cả những thuốc này đều có ở thị trường Việt Nam và cực rẻ. Bây giờ nó rẻ lắm, nó còn có 3, 4 triệu một hộp à. Điều trị 3 tháng là xong, hồi xưa điều trị viêm gan C là bao nhiêu tiền? 200 triệu. Một đợt điều trị viêm gan C một năm, chích Tecfidera. Bây giờ thuốc viên uống ngày có 1 viên thôi. Dưới 12 tuổi thì người ta khuyến cáo điều trị khi nào 12 tuổi trở lên hãy trị, dưới 12 tuổi thì xem xét thôi. Hồi xưa họ điều trị bằng Tecfidera cho bệnh nhân dưới 12 tuổi, bây giờ không được khuyến cáo nữa. Mà giờ Tecfidera muốn trị cũng có đầu trị, nha, nó không còn ở thị trường Việt Nam nữa. Đây là guideline của Bộ Y tế. Guideline của Bộ Y tế thì mấy anh chị sẽ thấy đầu tiên là người này có sơ gan hay không sơ gan. Rồi mình sẽ điều trị. Đây, Sofos Lady Việt Nam mình có nè, thì trị được cắt tiếp trừ tiếp 2, tiếp 3. Tiếp 2, tiếp 3, nếu mình trị thì mình sử dụng Sofos và Dalatasvir hoặc là Sofos và Ribavirin, ha, cái này là cũ rồi. Đây là cái bắt đầu điều trị của Tổ chức Y tế Thế giới. Mấy anh chị sẽ làm đánh giá sơ hóa gan bằng FRI, FIP, F4 là hai cái chỉ số. Lần tí nữa mình sẽ cách tính hoặc là Fibroscan. Và mà trên 18 tuổi mình điều trị nếu mà có sơ gan hoặc là không có sơ gan. Không sơ gan thì điều trị bằng cái này, Sofosbuvir với Veltaspasvir. Sofosbuvir với Veltaspasvir hiện nay có thị trường Việt Nam chúng ta rất là nhiều thuốc. Trung bình một lọ của nó khoảng 6 triệu đến 7 triệu. Mình điều trị 3 tháng thôi, 12 tuần. Nếu mà có sơ gan mà còn bù thì cũng chỉ điều trị 12 tuần thôi. Sofos với Veltaspasvir, mình chỉ có cái loại này thôi. Còn nếu từ 12 đến 17 tuổi á, thì mình điều trị Sofos với Ledipasvir. Đây là trên bệnh nhân sơ gan còn bù của Bộ Y tế. Mấy anh chị cũng giống vậy thôi. Về đồng nhiễm B và C. Khi đồng nhiễm B và C, nếu mấy chị định lượng được HCV, RNA có virus thì mấy chị điều trị như cái người chưa không nhiễm B. Nhưng mấy chị nhớ rằng khi mấy chị điều trị C thì con B nó sẽ bùng lên. Thành ra hướng dẫn của Bộ Y tế của mình họ khuyến cáo khi nồng độ virus trên 2000 thì mấy chị điều trị. Nha. Nhưng mà thật sự ra bây giờ cái mới của ISO năm 2020 thì nó trị đồng nhiễm rất là sớm. Bệnh nhân đồng nhiễm thì được điều trị tương tự như bệnh nhân chỉ có bị viêm gan C thôi. Bệnh nhân đồng nhiễm B và C đủ tiêu chuẩn điều trị B thì mình điều trị B cùng lúc với điều trị C luôn. Ở bệnh nhân mà có HBS ARN nó dương tính ha, thì người ta đề nghị phòng ngừa y chang như mình chị đều dùng thuốc ức chế miễn dịch vậy đó. Phòng ngừa tối thiểu cho đến 12 tuần sau khi điều trị C và theo dõi hàng tháng sau khi ngưng B. Có nghĩa là bây giờ họ sợ lắm. Nếu người này đồng nhiễm B và C, cho dù virus B nó không có hay đang nữa, họ vẫn điều trị phòng ngừa luôn. Nhưng mà mình chưa có guideline, mình chưa double guideline của Bộ Y tế, nên nhiều lúc mình xài thuốc nó xuất toán mình đó. Nhưng mà thật sự bây giờ họ sợ lắm, họ phòng ngừa hết đó. Nha, mấy cái này mấy chị nhớ là mình có một cái mới, sau này guideline ra sẽ bổ sung cái phần này vào. Còn cái người mà chỉ có anti-C dương tính đơn độc thôi á, như mà tôi nói mấy chị á, mà khắc anti-S nó chưa có mà men gan nó cao thì phải theo dõi thật sát hàng tháng và phải làm test antigen S và định lượng HBV DNA nếu men gan nó tăng hơn bình thường.
nó tăng trong quá trình điều trị C, thì lúc đó mình bắt đầu điều trị luôn con C, con B. Về vấn đề theo dõi của Tổ chức Y tế Thế giới, thì mấy anh chị nhớ nè, mấy anh chị lưu ý con C, hồi xưa mình điều trị một tháng là mình sẽ định lượng lại HCV-RNA. Mình xem cái virus của mình, bệnh nhân hết hay không, mình gọi là bệnh nhân đáp ứng sớm. Bây giờ không cần luôn. Bây giờ với những cái thuốc mới, mấy anh chị điều trị một lèo 3 tháng luôn. Ngưng thuốc 3 tháng mới định lượng, để tớ tốn tiền bệnh nhân. Guideline Bộ Y tế nó ra như vậy, mấy anh chị một tháng mấy anh chị làm, mấy anh chị bị xuất quán ráng chịu quá nha. Coi bám sát guideline hồi xưa là một tháng mấy anh chị định lượng, bây giờ không cần. Một tháng, hai tháng, ba tháng chị định lượng lúc đầu. Kết thúc 3 tháng, theo dõi 3 tháng nữa, 12 tuần nữa định lượng lại. Nếu nó đạt thì gọi là đạt SVA. SVA mấy chị thấy này, SVA ở lập tuần lễ thứ 12 sau khi kết thúc điều trị. Nhớ tầm soát ung thư mỗi 6 tháng cho bệnh nhân sơ gan bằng AFP và siêu âm bụng. Mấy anh chị điều trị con C quá dễ mà, 3 tháng là ok rồi, mấy anh chị quên mất người này bị sơ gan, mấy anh chị không tầm soát ung thư. Hai cái mà mấy anh chị hay quên á là mấy anh chị không tầm soát ung thư sau khi điều trị kết thúc. Thứ hai nữa là mấy anh chị không theo dõi tiếp con B. Thấy con bé nằm yên sướng quá, để yên nó vậy, nó bùng lên hồi nào không hay ha. Chỉ có hai cái đó là khó thôi. Đây là của Bộ Y tế, cái này cũ rồi. Mấy chị nè, điều trị khỏi là khi bệnh nhân đáp ứng virus bình vững sau 12 tuần. Cần theo dõi sau khi ngưng điều trị 24 tuần. Có nghĩa mấy chị có thể làm 12 tuần, 24 tuần. Nhưng hiện nay hướng dẫn mới của Y tế của Thế giới là nó chỉ làm đúng 12 tuần hết là coi như xong. Coi như là bệnh nhân điều trị thành công rồi đó, không cần phải làm 24 tuần. Chỉ những bệnh nhân nào mà nguy cơ tái nhiễm, tức là vẫn tiếp tục tiêm chích ma túy, men gan tăng trở lại, thì mấy anh chị phải làm lại cái định lượng HCV-RNA. Mấy anh chị nhớ một cái mấy anh chị cũng hay quên nữa, là sau khi người ta điều trị rồi á, thì cái anti-HCV nó sẽ dương tính suốt đời. Bệnh nhân quay lại tái khám, khám bác sĩ tư vấn cho làm tiếp anti-HCV hoặc về quê làm anti-HCV dương tính, thế là bắt xe từ dưới quê bò lên thành phố Hồ Chí Minh, mắng vốn bác sĩ, nói bác sĩ trị xong rồi sao nó vẫn dương tính. Nó sẽ dương tính suốt đời. Lúc đó muốn biết nó có bị lại hay không thì làm gì ạ? Định lượng HCV-RNA nha, đừng có làm anti-HCV nữa. Theo dõi biến chứng, những bệnh nhân từ sơ hóa F3 trở lên, cho dù điều trị thành công vẫn phải siêu âm bụng và AFP mỗi 3 đến 6 tháng. Nhớ, mấy chị F3, F4 phải tầm soát ung thư liên tục. Con C thì nó đơn giản. Đối với sự xuất hiện của DAA là Direct Antivirus Agent, đó là tác nhân kháng virus trực tiếp, thì việc điều trị viêm gan C trở nên rất đơn giản, hiệu quả cao trong thời gian ngắn và có thể chữa khỏi hoàn toàn. Con B thì không có chữa hoàn toàn, nhưng con C chữa hoàn toàn. Nhưng cái quan trọng anh chị nhớ tương tác thuốc trong 3 tháng điều trị, tải cái phần mềm đó xuống. Thứ hai, phải xác định người này có sơ gan hay không sơ gan để mình chọn lựa phác đồ trước điều trị và mình theo dõi tầm soát ung thư sau điều trị, đặc biệt là F3, F4 nha, và chọn lựa phác đồ. Hiện nay ở thị trường Việt Nam thì chúng ta có cái gì? Sofort Lady một hộp khoảng 3-4 triệu gì đó. Sofort Lady Pasvir, Belta Pasvir, Sofort Sovir. Rồi một Daclatasvir nữa. Mình có chỉ có mấy loại đó à, mình không có những cái thuốc mới hơn, nên tôi không nói làm gì, nói gì càng lộn xộn hơn, mà chưa có. Mình có nhiều đó thuốc thôi. Thành ra bây giờ bệnh nhân họ tự họ mua họ uống luôn, họ chẳng cần bác sĩ nữa. Giống như uống kháng sinh vậy đó, đi ra ngoài nhà thuốc đó tôi bị viêm gan C chẳng định lượng gì hết, mua thuốc uống luôn. Hoặc là gì? Chẳng cần biết có sơ gan gì hết, uống luôn, rồi uống thêm một đống thuốc khác đi kèm, nó tương tác tùm lum. Thành ra nó mất hiệu quả và nó có thể kháng thuốc. Thì cái cách tiếp cận cái bệnh nhân này nó mới hơn. Mình áp dụng những cái gì mình đã mới trình bày vừa rồi. Đây là một bệnh nhân nam 45 tuổi, nhiễm HPV 15 năm, đã theo dõi cơ sở y tế khá là lớn ở thành phố Hồ Chí Minh mỗi 6 tháng. Thì bệnh nhân chưa được điều trị vì men lúc nào cũng bình thường. Trong gia đình thì có em gái cũng bị nhiễm siêu vi B, cũng chưa điều trị, không ai bị sơ gan và ung thư. Xét nghiệm thì trong 6 tháng thì mình sẽ thấy là cái men gan. Mấy chị thấy có tăng không ạ? Tăng đó. Nam 35 nhớ không? Nó hơi tăng nhẹ ha. Nhưng nó có một cái đặc điểm là gì? AST nó lớn hơn ALT. Đây là cái dấu hiệu gợi ý sơ gan đó mấy anh chị. Bình thường cái ALT nó sẽ lớn hơn AST. Khi nào mấy anh chị thấy nó đảo, AST lớn hơn ALT,
thì hoặc là xơ gan, hoặc viêm gan rượu, hoặc viêm gan thuốc. Đó là những cái xét nghiệm mà mình giúp mình HBeAg này âm, tải lượng virus theo đúng tải lượng virus thì đạt chuẩn là trên 2.000 đơn vị rồi. Siêu âm bụng thì gan hơi thô bờ đều. Thì khi đến khám tôi đặt câu hỏi là bệnh nhân này có cần điều trị không? Mình chỉ còn nhớ những cái chỉ định không? Những chỉ định đầu tiên gia đình có ung thư hay không thì không có. Người này có tổn thương ở thận không thì không biết. Đúng không ạ? Gì nữa mấy anh chị? Còn nhớ gì nữa không? Men gan hơi tăng, tải lượng virus đạt, nhưng mà men gan phải trên 2 lần. Nhưng mà cái này trên 30 tuổi rồi, chỉ cần men trên giới hạn trên bình thường là trị rồi. Nhưng mà men trên 35 thì tải lượng virus phải trên 20.000 mới trị. Như vậy ca này còn thiếu siêu âm đàn hồi, siêu âm đàn hồi hoặc là một đánh giá sơ hóa. Nếu ca này mà F2 trở lên thì phải trị đúng không ạ? Hoặc ca này có biểu hiện ở thận thì phải trị. Nhưng mà ca này nhìn sơ qua xét nghiệm là thấy nghi ngờ sơ rồi. Mấy chị chỉ mấy chị cách nhìn nhanh nhất là AST lớn hơn ALT. Rồi mình sẽ nhìn tiếp. Nhìn tiếp sẽ là nhìn qua cái nào? Nhìn tiếp qua tiểu cầu. Tiểu cầu ca này thấp, tiểu cầu giảm trên bệnh nhân sơ, bệnh nhân mà chẩn gợi ý sơ gan là tiểu cầu dưới 150.000 nha mấy anh chị, không cần tiểu cầu dưới 100.000 đâu, tiểu cầu dưới 150.000 cộng với AST lớn hơn ALT khả năng là sơ gan rồi đó. Làm ACFI, làm EPRI tí nữa tôi chỉ mấy anh chị cách tính, thì là bằng 1 tương đương với F3. Làm FibroScan 11.2 kPa tương đương với F3. Khi hai phương pháp trả lời cùng một kết quả, gần như 100% là F3, khỏi cần sinh thiết luôn. Nếu một cái nó trả lời F1, một cái trả lời F3 là mệt rồi, rồi đi tìm thêm thằng trọng tài. Đánh giá sơ hóa phải phối hợp hai test mấy anh chị nha. Hai test là chắc nhất. Hai phương pháp trả lời cùng một F là khả năng 100% là nó. Có nghĩa là ca này nó đã sơ hóa F3 rồi, nguy cơ ung thư cao rồi. Ca này có chỉ định điều trị từ đầu rồi, từ cách đây 5 năm rồi chứ phải từ bây giờ. Tại mấy anh chị nhớ 1F, 5 năm nó mới nhảy 1F à, từ F2 rồi đã phải trị rồi. Như vậy ca này mà nếu không trị á thì nó qua gì? Sơ gan mà nguy cơ ung thư cực kỳ cao ha. Mấy anh chị rồi, như vậy mình thấy cái vai trò của sơ hóa nó cực kỳ quan trọng. Mình sẽ lượt qua cái sơ hóa gan đó là cái gì. Đây, đây là tế bào biểu mô gan, đây là tế bào nội mạc, tế bào gan, tế bào nội mạc, monomer mạch máu. Đây là tế bào stellate nằm trong cái đây. Cái stellate này là bình thường nó nằm ở trạng thái nghỉ cơi, gọi là tế bào hình sao. Khi có tình trạng viêm gan mãn do bất cứ nguyên nhân gì tôi không biết, miễn có tổn thương gan mãn tính trên 6 tháng thì tế bào này được hoạt hóa và nó tạo ra những cái chất xơ mà gọi là chất sẹo đó, nó gọi là extracellular matrix, tức là cơ chất giang bào. Tế bào hình sao được hoạt hóa, nếu có tình trạng tổn thương mãn tính nó sẽ được hoạt hóa và thay đổi về hình dạng và cấu về chức năng để nó tạo ra nhiều chất xơ nhiều hơn mà giảm thoái chuyển chất xơ. Và cái chất này nó sẽ lắng động, nếu nó nằm trong khoảng cửa thôi, nó không lan ra ngoài thì là F1. Nếu nó lan ra nhưng mà nó chưa kết nối lại với nhau, nó lan ra khỏi khoảng cửa, nó gọi là F2. Nếu nó lan ra và nó nối lại với nhau, nó gọi là sơ hóa vách, F3. Và khi nó dày đặc, nó kết nối với nhau, nó bóp nghẹt tiểu thùy gan là sơ gan F4. Như vậy F4 là sơ gan. Mình nhớ hai từ hoàn toàn khác nhau. Một từ fibrosis là sơ hóa, một từ cirrhosis là sơ gan F4. Không thôi nhiều bệnh nhân cầm kết quả ra trả lời là sơ hóa F2 là khóc bù lu bù khoa. Bác sĩ ơi, tôi bị sơ gan giai đoạn 2 rồi. Tại vì cái người bác sĩ họ đọc kết quả họ cũng không biết thế nào là sơ hóa, thế nào là sơ gan, trả lời tùm lum. Là bệnh nhân khóc, có người trả lời F1. F1 là bình thường, F1 là gần như là bình thường. F1, F0 không phân biệt được đâu. Máy nó nói vậy đó chứ F1, F0 giống nhau. Đây, fibrosis là sơ hóa, cirrhosis là sơ gan là F4 mới gọi là sơ gan. Từ đây mà chia ra các mức độ. Cái này theo Metavia, phân loại Metavia. Nếu F0, F1 coi như là bình thường hoặc sơ hóa nhẹ. Từ F2 trở lên, tức nghĩa là F2, F3, F4 gọi là significant fibrosis, là sơ hóa đáng kể. Tất cả những tình huống này phải điều trị. Từ F3 trở lên, tức là F3, F4 gọi là advanced fibrosis, nguy cơ ung thư. Nha. F4 là sơ gan, đương nhiên là ung thư rồi. F4 là ngoài bên cạnh tầm soát ung thư, tầm soát cái gì nữa mấy anh chị? Tầm soát giãn tĩnh mạch thực quản để ngừa
ngừa xuất huyết cho vợ giảng nha. Nếu mà F4 là phải ngừa, phải phòng thêm cái đó nữa. Vai trò của nó trong chỉ định điều trị, hồi nãy tôi nói với anh chị rồi, từ F2 là trị đối với B, con C thì trị suốt để điều trị kịp thời, tránh tiến triển đến xơ gan F4. Tiên lượng nếu từ F2 trở xuống thì nguy cơ ung thư không cao lắm, nhưng từ F3 trở lên thì nguy cơ ung thư và giảm mạch thực quản. Theo dõi đặc biệt đối với bệnh nhân F3, F4 để tầm soát ung thư, và F4 đối với giảm mạch thực quản. Theo dõi đáp ứng điều trị bệnh nhân đang F4 mỗi 6 tháng, mấy chị nhớ đánh giá sơ hóa là mỗi 6 tháng mới làm nha. Mỗi 6 hoặc 12 tháng mới làm, đừng có tháng trước rồi tháng sau đi làm. Nó có thay đổi vì cái sẹo mà, cái sẹo nó lâu lành lắm, nó lâu mất lắm. Thường thường mỗi 6 tháng hoặc mỗi 12 tháng, đừng có làm nhiều quá, rồi bảo hiểm y tế nó xuất toán đó. Bây giờ mình lượt qua con B, hồi nãy tôi chiếu cái này guideline của Mỹ. Năm 2018 thì nó tiếp cận bằng E, bằng men. Những cái nào mà men nó tăng, nồng độ virus tăng thì nó trị nè, cứ màu tím là nó trị. Nồng độ virus tăng mà men bình thường thì nó theo dõi. Những trường hợp này là những trường hợp nó không trị, nó theo dõi nè. Men gan không có tăng, virus nó cao, nó không trị. Nhưng những trường hợp nào mà sơ hóa từ F2 trở lên là nó trị. Tức là những trường hợp men bình thường mà nồng độ virus đạt chuẩn thì nếu sơ hóa F2 thì nó sẽ trị. E âm cũng vậy thôi. Những trường hợp mà màu này là những cái trường hợp mà gì? Nồng độ virus nó cao. Đây. Mà men gan bình thường thì nó sẽ trị khi sơ hóa F2 trở lên. Tổ chức Y tế Thế giới cái này mình coi rồi. Nó sẽ tiếp cận bằng gì? Có sơ gan hay không? Dựa vào FRI và FibroScan để trị. Tổ chức Y tế Thế giới, cái này của Bộ Y tế hồi nãy tôi cũng chiếu rồi. Viêm gan C. Mấy anh chị thấy viêm gan C không? Tất cả những bệnh nhân mà bắt đầu đánh giá để điều trị chẩn đoán viêm gan C mãn thì phải đánh giá mức độ tổn thương gan. Đối với mãn tính, mức độ tổn thương gan tương ứng với mức độ sơ hóa. Nặng hay nhẹ là sơ hóa nặng hay nhẹ. Còn cấp tính thì khác nghe mấy anh chị. Cấp tính yếu tố tiên lượng đó là suy gan hay không, INE hoặc bilirubin. Còn mãn tính yếu tố tiên lượng nó là mức độ sơ hóa. Do đó họ bắt đánh giá sơ hóa gan và sơ gan trước khi điều trị. Ở những nước nghèo thì họ làm những cái chỉ số FRI, FIB4. Nhưng những nước mà khá hơn thì làm elastography. Elastography là siêu âm đàn hồi. FibroScan là một tên của một phương pháp là siêu âm đàn hồi thoáng qua, là một kỹ thuật trong siêu âm đàn hồi. Chọn cái nào cũng được. Hoặc FibroTest. Đánh giá trước điều trị của Mỹ năm 2020, mấy anh chị nhớ nè, 2020 nó tính đầu tiên là FIB4, nếu mình chưa có đủ tiền để làm, chưa có cái máy thì mình tính FIB4. Nếu mình có mình cái máy rồi thì mình làm transient elastography. Transient elastography là siêu âm đàn hồi thoáng qua với một cái máy do hãng Ecosense sản xuất, đặt cái tên là FibroScan. Chứ không có kỹ thuật FibroScan, FibroScan không phải là kỹ thuật. FibroScan là cái tên của một cái máy nha. Đây, đối với sơ gan viêm gan C trên 12.5 kPa là sơ gan. Nhưng đối với viêm gan B chỉ cần trên 11 kPa là sơ gan. Con B nó khủng khiếp lắm nên nó rút cái kPa xuống còn 11. Nhưng mà con C là 12.5. Ngoài ra còn có những cái phương tiện sơ hóa không xâm nhập khác. Đây là những cái test thôi. Biểu hiện trên sơ gan. Biểu thường mấy chị thấy tiểu cầu không? Tiểu cần chỉ cần dưới 150.000 thôi ngang. Đây là của châu Âu 2018. Mức độ bệnh gan phải được đánh giá trước điều trị. Bệnh nhân sơ gan phải được xác định để mình có phương pháp chọn lựa thuốc và tầm soát ung thư sau điều trị là bắt buộc, mandatory là bắt buộc, là phải. Cái này là must, không làm là sai, là mấy anh chị chịu trách nhiệm. Nó không phải là chữ should đâu, chữ mandatory là bắt buộc đó, mấy anh chị phải làm đó. Sau khi điều trị tầm soát ung thư HCC, nếu bệnh nhân này sơ hóa advanced fibrosis, advanced fibrosis là F3, F4 là phải tầm soát ung thư tiếp tục. Sơ hóa gan, giai đoạn sơ hóa phải được đánh giá bằng phương pháp không xâm nhập lúc đầu. Sinh thiết gan chỉ dùng cho những trường hợp không rõ hoặc cái nguyên nhân nó không chắc chắn hoặc không có nhiều yếu tố nguyên nhân thôi. Tóm lại mấy chị sẽ sử dụng những cái phương pháp không xâm nhập trước. Đây là cái guideline Bộ Y tế viêm gan C. Thì mấy anh chị thấy khi điều trị họ sẽ chọn lựa là bệnh nhân này có hay không có sơ gan, để họ chọn thuốc.
Ví dụ ha, còn đây đây là cái mà họ nói là bệnh nhân phải, mấy chị có cái bảng để điều trị đó, mấy chị sẽ coi trong cái guideline coi như sơ gan hay không sơ gan để chọn thuốc. Còn theo dõi biến chứng, nếu bệnh nhân từ F3 trở lên thì bắt buộc mấy chị tiếp tục theo dõi siêu âm bụng và AFP mỗi 3-6 tháng để tầm soát ung thư. Cho dù người này điều trị thành công rồi, tức là sau khi đã đạt SVR rồi, nhưng mấy chị vẫn tiếp tục theo dõi, chứ không phải là nói là xong rồi cho bệnh nhân đi về, không có theo dõi tái khám gì hết. Một cái bệnh lý khác là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, là non-alcoholic fatty liver disease. Đây là một cái bệnh lý mà tỷ lệ mắc bệnh hiện nay trên thế giới nói chung là 25%. Có nghĩa ở đây 10 người thì có 4 người nhiễm, 4 người bị gan nhiễm mỡ. Nha. Châu Á và châu Âu như nhau. Và mấy bạn coi diễn tiến của nó nè. Đầu tiên là một cái gan bình thường. Nếu có yếu tố nguy cơ nhiễm mỡ, thường yếu tố nguy cơ nhiễm mỡ mà không phải rượu á, là béo phì dư cân, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, tăng huyết áp, hội chứng chuyển hóa thì gồm có gì? Cái vòng eo nó cao, nó tăng, rối loạn đường huyết nói, tăng huyết áp. Đúng không anh chị? Mấy cái yếu tố đó là yếu tố nguy cơ. Thì nó sẽ chuyển qua bệnh gan nhiễm mỡ mà chưa có viêm, chưa có xơ. Đây, nó chuyển qua gan nhiễm mỡ. Nếu anh chị cải thiện được các yếu tố nguy cơ, nó có thể lùi về gan bình thường. Còn nếu không, nó có thể tiến triển đến tình trạng viêm, gọi là NASH. NASH tức là non-alcoholic steatohepatitis, tức là có tình trạng viêm rồi đó. Mà viêm thì đưa đến xơ hóa, nghe mấy anh chị. Viêm thì đưa đến xơ hóa thì đưa đến xơ gan và ung thư gan. Nhưng cái thằng NASH nó còn khủng khiếp hơn còn B với thằng C. Thằng B, thằng C khi nào nó qua xơ gan rồi hoặc F3 nó mới ung thư. Còn cái thằng này nó muốn ung thư, giờ nào nó ung thư? F2, đương nhiên F3, F4 nguy cơ ung thư nó cao, nhưng nhiều lúc nó tới F3 hoặc F2 nó đã ung thư gan rồi. Nó là cái nguyên nhân đưa đến ung thư gan mà không qua xơ gan. Trong khi B, C viêm gan tự miễn hầu như mà ung thư là nó đã xơ rồi. Bây giờ nó được xem là nguyên nhân hàng đầu gây ghép gan ở Mỹ và châu Âu. Chứ không phải con B, con C nữa đâu. Mình á, vài năm nữa thôi mình sẽ thấy cảnh. Khi con C điều trị ok rồi, con B mình phòng ngừa tốt rồi thì bắt đầu nổi bật cái này lên mà mình không để ý. Đây là dữ liệu của châu Á. Đánh giá xơ hóa gan có nhiều phương pháp. Đây là của châu Âu, của Anh, của châu Á, Thái Bình Dương, của Ý, của Mỹ. Thì họ dùng ba cái phương pháp thường dùng trên bệnh nhân gì? Gan nhiễm mỡ là non-alcoholic fatty liver disease, fibrosis score, thang điểm xơ hóa NAFLD dựa vào 5-4 chỉ số. FIB4, cái này là tính toán thôi, và FibroScan hoặc MRI-E. MRI-E có nghĩa là đo đàn hồi gan bằng MRI, hiện nay được xem là tiêu chuẩn vàng, ngang với sinh thiết. Như vậy những cái bệnh gan thường gặp hiện nay là cái gì ạ? Viêm gan B, viêm gan C, viêm gan do rượu và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Bốn nguyên nhân đứng hàng đầu hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam luôn. Để đánh giá xơ hóa thì mình có trước đây chỉ có sinh thiết thôi. Sinh thiết tôi biết chắc là chỉ có một số bệnh viện lớn là làm được sinh thiết thôi. Hồi xưa tôi làm cái đề tài tiến sĩ á, thì tôi chuyên về sinh thiết, thì tôi đánh giá những cái phương pháp này với tiêu chuẩn vàng là sinh thiết gan. Bây giờ nếu mấy chị không sinh thiết, mấy chị muốn làm nghiên cứu thì mấy chị lấy tiêu chuẩn vàng của nó là MRI-E được. Sinh thiết nó là xâm nhập, nó có biến chứng. Những phương pháp không xâm nhập chia làm hai nhóm chính. Những nhóm chỉ dựa vào xét nghiệm máu thôi, gọi là biomarker, chỉ điểm sinh học, hoặc là dựa vào đo độ đàn hồi, thì trong đó có siêu âm đàn hồi hoặc là MRI đàn hồi. Về chỉ điểm sinh học thì tôi sẽ tập trung nói với anh chị cái EPRI, vì cái EPRI này nó chỉ dựa vào AST và tiểu cầu thôi. Bệnh nhân nào mình cũng tính được hết á, dễ lắm. FIB4 thì tính khó hơn, nó còn thêm có tiểu cầu, nó còn thêm ALT và tuổi nữa. Nhưng mà giữa FRI và FIB4 thì cái giá trị nó cũng không có khác biệt nhiều. Fibrotest thì ở thành phố Hồ Chí Minh có làm, nhưng một mẫu của nó gần 1 triệu mấy, 2 triệu. Ngoài ra đối với bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu thì mình sẽ có cái điểm sơ hóa NAFLD. Nó dựa vào tuổi, BMI, đường huyết, ALT, AST, tiểu cầu và albumin. Mấy anh chị thấy những cái chỉ số sơ hóa thường có vai trò của tiểu cầu. Tiểu cầu cực kỳ quan trọng trong bệnh gan. Khi có hiện tượng xơ hóa nặng, có tình trạng tăng áp cửa thì tiểu cầu sẽ giảm xuống. Do đó cái chẩn đoán xơ gan nhanh nhất, dễ nhất là nhìn vô men, không cần biết tăng hay giảm, chỉ thấy AST lớn hơn ALT.
men tăng nhẹ hoặc không tăng, nhưng tiểu cầu nó dưới 150 là coi chừng sơ rồi đó, đi làm sơ hóa liền nha mấy anh chị. Ngồi phòng khám thấy tự nhiên AST lớn hơn ALT, tiểu cầu nó giảm dưới 150, 150, 160 gì đó là cho đi tính EPRI và đo FibroScan. Mấy chị có máy trong tay rồi đó nha. Đây, cách tính EPRI mấy anh chị. EPRI nó bằng AST của bệnh nhân chia giới hạn trên bình thường của phòng xét nghiệm của mấy anh chị. Ví dụ ở bệnh viện của mấy anh chị cho giới hạn trên phòng xét nghiệm của mình là 40, AST của bệnh nhân là 68, thì mấy anh chị lấy 68 chia 40 nhân cho 100 chia cho tiểu cầu. Tiểu cầu này ví dụ 150.000 thì chia cho 150, 90.000 thì chia cho 90, bỏ bớt 3 số 0 phía sau. Chia ra nó ra bao nhiêu? Ví dụ ca này ra 1.89 là sơ gan rồi đó nha, sơ gan rồi. Đây là từ cái nghiên cứu này, meta analysis này cộng với một số nghiên cứu khác thì tôi đưa ra con số này. Cái này là tôi đưa ra trong Bộ Y tế, là tôi đưa ra trong cuốn sách tôi viết đó, chứ ở trên thế giới nó cũng không có đưa ra cái con số, nó ghi chung chung lắm để cho mấy anh chị dễ tính. Nếu mấy anh chị tính ra dưới 0.5 thì là F0, F1, 0.5 đến 1 là F2, 1 đến 2 là F3, F4 và trên 2 là chắc chắn F4, với điều kiện bệnh nhân này không có viêm gan cấp. Tất cả đánh giá sơ hóa gan là trong giai đoạn mãn tính, có nghĩa là men gan nó phải dưới 200 lần, 200 đơn vị trên ml. Men gan mà càng cao thì đánh giá sơ hóa càng sai. FibroScan mà men cỡ 200-300 là đánh giá sai hết. Đang giai đoạn cấp trên nền mãn tính thì lo điều trị cái cấp đi cho nó trở về bình mãn tính đã, rồi hãy đánh giá sơ hóa mấy chị nhớ nha. Men gan trên 5 lần giới hạn trên bình thường 150, 200 đi đánh giá sơ hóa là từ F2 nó lên F3, từ F3 lên F4 nó lên hết. Mấy anh chị rất là cẩn thận, trong giai đoạn cấp không đánh giá sơ hóa. Sơ hóa chỉ là biểu hiện của tình trạng mãn tính thôi. Men gan đang cao, đang viêm cấp không tính EPRI luôn. EPRI không sử dụng cho viêm gan rượu luôn. Bệnh nhân uống rượu, viêm gan rượu không sử dụng EPRI. Hạn chế của nó là không phân biệt được các giai đoạn, kém nhạy ở giai đoạn sơ hóa sớm, không chuyên biệt cho gan lắm. Hiện nay elastography được xem là có giá trị hơn so với các myobacter, tức là những cái phương tiện mình đo elastography, đo độ đàn hồi bằng máy FibroScan, nhiều máy lắm, hiện nay một đống máy, nhiều phương tiện lắm, nhưng mà tôi không giới thiệu mấy anh chị thôi. Thì khi mình làm như vậy nó vẫn có giá trị hơn so với cái biomarker. Đây là cái elastography qua siêu âm. Nó có strain elastography hoặc là shear wave elastography, tóm lại là tĩnh và động. Về nguyên lý chung của đo FibroScan nói chung là gồm có 3 bước. Bước đầu tiên mấy anh chị sẽ tác động một lực lên mô gan. Khi mình tác động một lực, cái lực này có thể là lực cơ học hay là ạc phi. Khi tác động lên á, đè nén qua học, hoặc là lực này là tác động nguồn, nhiều nguồn gốc khác nhau, nó tạo ra một cái sóng gọi là sóng biến dạng shear wave. Nếu kỹ thuật TE với máy FibroScan hoặc MRI thì lực này là lực tạo ra sự rung động cơ học. Còn nếu cái này là ạc phi hoặc shear wave elastography, siêu âm đàn hồi, tạo ra siêu âm sóng biến dạng thì tạo ra bể xung lực xạ âm. Nó tạo ra một cái gì đó không biết, nó tác động lên mô gan tạo ra một cái sóng. Mình có một cái chùm siêu âm, mình theo dõi cái sóng này, mình xem vận tốc của nó nhanh hay chậm để mình kết luận nó là cứng hay không cứng, hay là sơ hóa nhiều hay ít. Nó sẽ cho ra cái đơn vị của nó là kilopascal hoặc là mét trên giây. Đây, cái transient elastography đã ra kết quả như vậy. Mình sẽ dựa vào T mode và AM mode, mình không có B mode, mình không nhìn được cái gan. Mình chỉ được cái như vậy thôi, cho kết quả độ cứng, cho kết quả nhiễm mỡ. Phương pháp mới là ạc phi thì mình đo, mình có cái siêu âm B1, mình có được cái vùng roi, mình chọn được cái vùng đo. Cái này mình không nhìn được, mình đo mù nhưng mình chỉ thấy mình chọn được cái vùng có đồng nhất thôi, mình chọn được, mình đo được. Đây là kỹ thuật hai chiều shear wave elastography, mình đo được cả một cái nón luôn hai chiều ha. Cái là strain elastography, tức là mỗi cái kỹ thuật nó sẽ có những cái ưu và nhược điểm, không có thằng nào hơn bao nhiêu đâu. Mỗi nơi nó có mỗi kiểu.
cái mà mình đo được á, mà mấy anh chị cầm trong tay á, là cái độ cứng, chứ nó không phải sơ hóa đâu nghe. Nó là stiffness, là độ cứng của cái gan. Và độ cứng này nó ảnh hưởng bởi hai yếu tố, là yếu tố tĩnh và yếu tố động. Yếu tố tĩnh là cái extracellular matrix, tức là cái độ sẹo, độ sơ đó, là cái này. Cái mình muốn đo là cái này nè. Nhưng nó còn một cái yếu tố động, nó ảnh hưởng đến kết quả của mình nữa, là áp suất thủy tĩnh và áp suất keo. Mà áp suất thủy tĩnh, áp suất keo này nó tùy thuộc vào tình trạng viêm, tình trạng sung huyết, tình trạng ứ mật. Bởi vậy tôi nói mấy anh chị đang viêm gan, đang ứ mật, đang suy tim sung huyết mà đi đo là nó overestimated hết, nó đo quá mức hết. Bệnh nhân mới F2 nhảy tới F4, bệnh nhân tới F1 nhảy tới F3. Thành ra đang viêm gan, đang ứ mật, đang viêm gan cấp men gan trên 5 lần giới hạn trên bình thường khoảng 150-200 á, là trong đầu phải nhớ rằng là cái sơ hóa có thể là gì? Có thể là được đánh giá quá mức. Như vậy kết quả mình đo được của máy là stiffness luôn bị hai yếu tố ảnh hưởng. Càng giảm yếu tố này bao nhiêu thì cái kết quả của mình độ sơ hóa nó càng tương ứng với độ cứng. Còn mình không kiểm soát được yếu tố này, bệnh nhân mới ăn xong đi đo, chắc chắn là nó sẽ làm ảnh hưởng yếu tố này, là đánh giá sơ hóa quá mức hết. Thành ra tôi nói mấy anh chị nào mới ăn sáng, chưa nhịn đói được 3 tiếng, làm ơn nhịn tí nữa đo lại. Nhiều lúc từ đang sơ gan F4 nhảy xuống F3 cũng đỡ buồn, đúng không ạ? Nó ảnh hưởng nhiều thứ lắm nha. Mấy anh chị nhớ, đây là những yếu tố ảnh hưởng viêm cấp, gan sung huyết, ứ mật, béo phì. Béo phì tại sao ảnh hưởng? Béo phì là nó tắt cái đầu giò, nó không có qua được tới cái gan đó. Sau khi ăn phải nhịn đói ít nhất 3 tiếng, sử dụng beta blocker. Và mình focus vào cái fibroscan. Đây là cái máy fibroscan, nó có 3 cái đầu giò. Đầu giò này S small dành cho con nít hoặc người ốm, có khoang nhân sườn nó hẹp. Cái đầu này, cái này là nó phải xuyên qua được cái khoảng nhân sườn, chui vào giữa hai cái khoảng hai cái xương sườn mới được. Người nào mà ốm quá, cái này dùng cái đầu giò này không, em mờ thông thường không được phải dùng đầu giò này, hoặc em bé. Người nào mập quá, BMI trên 30-32, mấy anh bạn phải dùng đầu giò XL. Chứ thường thường mấy anh chị tiết kiệm, mấy anh chị mua cái đầu giò M thôi, là bây giờ béo phì nhiều lắm, đo không có được. Kỹ thuật fibroscan không xâm lấn, không đau. Nãy giờ mấy anh chị làm rồi có thấy đau không? Đâu có đau, đúng không? Không có dùng kim gì hết. Kết quả thì có liền, được FDA approve, được FDA approve ha. Mặc dù nó là của Pháp, nhưng nó là được FDA là của Mỹ approve trước khi cái kỹ thuật của Mỹ. Về nguyên tắc hoạt động, đây, cái đầu giò, đầu rung tạo ra sóng cơ học, tác chui qua khoảng nhân sườn, tác động lên mô gan, nó tạo ra cái sóng. Sóng này gọi là shear wave, elastic shear wave, sóng đàn hồi, sóng biến dạng, đây là cái sóng. Đây là cái vùng đo. Cái vùng đo nó gấp 200 lần so với cái mẫu sinh thiết. Nó đại diện cho cái gan á, thể tích của cái gan 200 lần so với cái mẫu sinh thiết. Mình đo, mình đi mình đo được cái sóng, đây cái sóng mình có siêu âm đi theo, mình đo cái sóng này ra bao nhiêu, vận tốc là bao nhiêu, từ đó mình áp dụng công thức mình tính ra được ơ là năng lượng là kilopascal. Kilopascal kết quả mấy anh chị có trong tay là đơn vị là kilopascal. Bây giờ đọc, bây giờ cầm trong tay mấy anh chị cầm cái tờ lên, mấy anh chị đọc cho tôi. Coi mình bị cái gì. Đầu tiên xem mấy cái yếu tố ảnh hưởng có không đã rồi hãy đọc. Đang viêm cấp, đang mới ăn xong đè ra đo, xong rồi khóc bù lù loa, cô ơi em sơ hóa F2, F3 rồi. Coi các yếu tố này ảnh hưởng có không? Có nhịn đói chưa? Có viêm gan cấp không? Men gan có cao không? Có ứ mập không? Có suy tim sung huyết không? Bán bụng là không có đo được nha. Ca nào mà có dịch ổ bụng không làm fibroscan được đâu. Mập quá, coi cái đầu giò nó đầu giò gì? BMI 32 rồi đo coi chừng không có đúng. Thay vì đo cái gan thì không đo gan, đo đâu có lớp ở trên trên nó mở không à. Không phải gan, nó đâu có xuyên tới đâu. Xong cái yếu tố này rồi, ok, không bị, đọc success rate. Mấy success rate đâu, mấy chị mở lên coi nằm đâu. Trong cái tờ kết quả của mình, bạn nào đo rồi, đọc cái success rate cho tôi. Là bao nhiêu? Trên 60 là ok, trên 60% là ok, dưới 60% đi đo lại. Dưới 60% không chấp nhận, không đọc kết quả, đi đo lại. Xong tới success rate, đọc tới EQE trên MET. EQE trên MET phải dưới 30%. Bạn nào mà trên 30% đi đo lại. Rồi mấy bạn đọc coi bao nhiêu kilopascal. Phải đọc con số pascal trước.
Xong mới đọc tới cái F. Mấy bạn nhớ nè, viêm gan B chỉ cần trên 11 kPa là F4, nhưng viêm gan C và các nguyên nhân khác là phải trên 12.5. Nếu mình có không, mình phía sau mình có cái kết quả đó. Mỗi nguyên nhân nó có cái sơ hóa khác nhau, nhưng nhớ dễ nhớ nhất là 5,5, 7,5, 9,5, 12.5. 5,5 là F0. 5,5 là F1 trở xuống, 7,5 là F2 trở xuống, 9,5 là F3. Lên 11, 12.5 là F4. Nếu mà mình không có cái phía sau, còn không mình lật ra phía sau mình coi. Coi đi, tại vì đôi khi là gì, tôi nói thiệt luôn á. Cái người đọc quá buồn cười lắm, nhiều lưu người ta là gì? 9.5 F3 rồi, trả lời có F1 à. Bác sĩ mình nó lộn hoài à. Có nghĩa người ta tới F3 rồi, nó đọc là 9.5 nhưng nó trả lời là F1. Mấy anh chị chẳng hề đọc cái này. Mấy anh chị nhìn vô F1, ô ok mừng quá rồi, không có đọc cái gì dứt. Tôi nói thiệt, mấy anh chị cầm lên, mấy anh chị đọc mỗi cái F thôi. Nhiều lắm. Mà bệnh viện lớn không á nha, chứ không phải bệnh viện nhỏ đâu. Không để ý vậy đó, hoặc là trong đầu đang nghĩ cái gì trên trời dưới đất vậy đó, cái ra kết quả xong phan cái ra F7 à. Thành ra phải coi kỹ, đọc từng bước vậy đó. Đây, hồi xưa nó là chất success ray, nó chất EQE trên mét. Nhìn cái E, nhìn cái cáp, cái E là elastography, là độ đàn hồi, là cái độ cứng đó đó, kilopascal. Còn bên này là nhiễm mỡ, mỡ tí nữa nói tiếp, tí nói cái mỡ. Mấy chị mua cái máy này nó lợi được hai chuyện, vừa được sơ hóa vừa nhiễm mỡ. Cái mỡ nó quan trọng lắm, mỡ trong gan nó quan trọng lắm luôn á. Mỡ trong gan là nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim nha. Tí nữa dò cái coi cái mỡ của mình tới nhiêu rồi. Nghiên cứu về nhiễm mỡ và sơ hóa ở Việt Nam mình là tôi là nhiều nhất, không ai nghiên cứu bằng tôi đâu. Tôi viết hai cuốn sách bự, hai cuốn sách về này. Cái bảng phía sau là cái này đúng không? Đây, dễ nhớ nhất là 7 năm, 9 năm, 12 năm. Còn nếu không, mỗi nguyên nhân là phải chiếu nó xuống. Mỗi nguyên nhân là chiếu nó xuống. Thằng viêm gan B, bây giờ guideline nó cho tới sơ hóa F4 là có 11 thôi. Nha, nhưng mà viêm gan C, 12.5 nó mới tới sơ gan. Nói chung là cái bảng này nó quy ra tụi mình mất công ngồi dò lắm, nhưng mà cứ nhớ vậy đi cho dễ nhớ. Đây là cái meta-analysis cũ rồi, nhưng mà cho thấy rằng là khi đánh giá sơ hóa so sánh với tiêu chuẩn vàng là sơ gan, tiêu chuẩn vàng là sinh thiết gan, thì nó cho độ đặc độ, mấy bạn thấy nè, đó là sơ hóa từ F2 trở lên nè, từ F3 trở lên nè, đây là F4 nè, thì mấy anh thấy là gì, đường cong róc của nó khá là cao. Mấy bạn muốn đánh giá một giá trị của một phương pháp áp dụng được trên lâm sàng, nó chia làm các mức sau, từ 0,7 tới 0,8 là có thể sử dụng được, từ 0,8 đến 0,9 là good, là ok, từ 0,9 đến 1 là very good, tiếng Anh nó gọi là excellent, tức là xuất sắc. Thì Pfizer scan của mình đánh giá sơ gan là excellent, còn mấy cái kia đều ok hết, từ 0,84, 0,89. Thành ra họ kết luận là gì? Kỹ thuật đo độ đàn hồi thoáng qua bằng máy FibroScan đó có thể thực hiện với độ chính xác chẩn đoán là excellent và độc lập với bệnh lý gan. Tức là bệnh gì tôi không cần biết, gan do nguyên nhân gì tôi không cần biết, B hay C hay gì tự miễn, gan rượu gì không biết, nguyên nhân gì cũng được. Để chẩn đoán sơ gan, cirrhosis là F4 là xịn nhất, 0,9. Đây là một cái meta-analysis khác năm 2018 mới hơn, về để coi độ nhạy, độ đặc hiệu đối với người châu Âu, châu Á của mình trên 26 nghiên cứu, thì độ nhạy 0,78, độ đặc hiệu là 0,83. Hồi nãy là mình nói đường cong róc ha mấy anh chị. Đơn giản là vậy, cái thằng nào độ nhạy càng cao thì độ đặc hiệu càng thấp, thằng nào độ đặc hiệu càng thấp thì độ thằng nào độ nhạy thấp thì độ đặc hiệu cao, tùy mấy anh chị muốn là cái gì. Cái thằng mà nhạy á, để tầm soát sớm á, thì nó sẽ là những cái biomarker, nhưng cũng không chắc nữa, biomarker vậy nó cũng dở dữ lắm rồi. Tầm soát sớm của cái sơ hóa, nó sẽ dùng những cái xét nghiệm máu, vì nó nghĩ cái đó rẻ tiền. Ví dụ EPRI, FIB4, nhiễm mỡ thì có NAFLD Fibrosis Score.
Còn nếu mấy anh chị muốn làm một cái test để gọi là test để xác định chẩn đoán thì đòi hỏi độ đặc hiệu phải cao. Còn cái để tầm soát sơ bộ hết á thì mình sẽ chọn những cái test có độ nhạy cao, đúng không ạ? Thì độ đặc hiệu như vậy là ok lắm rồi nha. Đây là sơ gan. Sơ gan là độ nhạy, độ đặc hiệu đều rất là tốt, đều trên 0,8 hết. Trên 0,7 là xài ok rồi. Trên 0,8 là tốt. Nha, độ nhạy, độ đặc hiệu đối với sơ gan cực tốt. Thành ra cái máy FibroScan mà nó trả lời sơ gan rồi á là khả năng sơ gan cao lắm đó. Ha, sơ hóa càng nặng thì cái độ đặc hiệu càng cao. Ưu điểm nhanh, không có đau. Tôi biết mấy anh chị ở đây thu tiền nhiều, nhưng FibroScan ở thành phố Hồ Chí Minh trung bình là 300 đến 350 một lần đo. Dễ thực hiện, dễ thực hiện lắm ha. Được FDA approve, một số hạn chế mình vẫn có tỷ lệ thất bại. Thất bại là success rate nó không đạt đó. Những trường hợp bán bụng mấy anh chị không xài được, khoang gian sừng hẹp phải sử dụng đầu dò S, béo phì dò đầu SL. Cái vùng roi mình không thấy, cái vùng roi là vùng reason of interest, tức cái vùng mình chọn là mình đo mình không có thấy bằng siêu âm BM1, mình chỉ có A1 và TM1 thôi, không có siêu âm quy ước. Nhưng nghe nói cái thế hệ mới nó còn đâu có cái siêu âm quy ước rồi, đúng không? Một số khi mấy anh chị làm, mấy anh chị để ý, thứ nhất phải kiểm soát được yếu tố ảnh hưởng đến độ cứng của gan. Mấy anh chị nhớ cho bệnh nhân nhịn đói, hầu hết các nơi đo thì ở thành phố Hồ Chí Minh không hề chỉ biết bệnh nhân có đói hay đo gì nhất. Cứ vô là đo thôi, ui kiếm tiền mà sướng quá, vô là đo, dễ mà. Đo 5 phút lấy 300 mấy mà cần không cần hỏi luôn. Do is a set rate equation mat. Mấy anh chị làm đi rồi mấy anh chị sẽ thấy xuất hiện rất là nhiều cái tức cười. Mà tôi đã đi từng xuống một bệnh viện lớn ở tỉnh rồi, mua một cái máy xong rồi phủ ra nằm đó luôn, không dám xài luôn. Tôi xuống hỏi, ủa sao có cái máy không dám xài, nó không dám xài cô ơi. Bệnh nhân đang điều trị bệnh nhân mới F2, tôi điều trị một hồi tới F4. Cái giờ giải thích làm sao? Bệnh nhân, ủa bác sĩ điều trị gì kỳ cục vậy? Cái không giải thích được, không cho làm luôn. Riết không dám làm. Không làm thì sao? Mua mấy tỷ bạc, trùm mền nằm đó. Không dám làm. Nha mấy anh chị, thành ra cẩn thận, nó sẽ ra cái tình huống như vậy. Nó không có phù hợp với bệnh cảnh lâm sàng. Điều trị virus đáp ứng, virus âm tính liên tục, men gan về bình thường liên tục, tự nhiên cái độ cứng tăng lên à. Cái kỳ vậy. Như vậy độ cứng tăng lên nó có mấy vấn đề xảy ra. Thứ nhất, đo không đúng. Thứ hai, nó chênh lên một vài kilopascal là chuyện bình thường. Đo 10 lần mình lấy trong mình không bao giờ bằng nhau hết á. Mấy chị đo thử đi, tí nữa đo lại đi, nó ra con số khác đó. Vì đây là yếu tố động, nó ảnh hưởng nhiều yếu tố lắm. Miễn nó còn một F là được rồi. Còn nó tăng lên, nó giảm xuống hay không thì giải thích bệnh nhân. Mình có cách thiếu gì cách giải thích. Còn nếu nó chênh nhau dữ quá, đúng mà, mới tháng trước tháng sau đo chênh nhau đến 1F, 2F, hoặc là mới tháng trước điều trị thấy F4, bệnh nhân sợ quá, bệnh nhân lén lén mình đi đo lại. Mới điều trị được 2 tháng đi đo, hoặc là mới tới F3 đo cái phát lên F4. Ủa trị gì kỳ kỳ, mới có 2 tháng lên tới F4. Thì lưu ý thứ nhất, không có gì trên đời nào nó chính xác hết, máy nào cũng sai hết. Mình sợ quá thì mình đi đo lại, hoặc là mình làm một phương pháp khác. Thường á, thế giới á, nó nói trên hiện nay trên thế giới không có một phương tiện nào gọi là hoàn chỉnh. Phải có sự phối hợp với nhau, mà nó khuyên mình nên phối hợp hai test, một cái máu, một cái gì hình ảnh. EPRI, ACFI, thiếu gì phương pháp để phối hợp. EPRI bệnh tính, đúng mà, tính ra EPRI thấy nó giống có cái thằng FibroScan là ok. Cách tính EPRI rất là dễ. Nếu tính ra hai thằng chênh nhau 2F, thằng F1, thằng F3 là thấy gọi là disconcordant, không tương hợp. Một thằng F3, thằng F1 hoàn toàn khác nhau. Cặp hoài, kiếm cái thằng thứ ba làm trọng tài. Thường ở nước ngoài nó thở sinh thiết. Mình không sinh thiết, mình làm một cái thằng khác bằng đánh giá sơ hóa khác, ạc phi. Đúng không ạ? Tính FIB4, bây giờ ra một cái mặt cơ mới rồi. MBGI, chỉ cần hai thằng mà trùng á, là chọn cái thằng đó. Còn nếu mà lỡ không còn phương pháp khác thì coi như nó nặng mà trị đi, cho chắc ăn. Đúng không? Nhưng mà mình phải để ý, luôn luôn phải để ý. Nhớ là phải đánh giá phương pháp khác. Cái quan trọng là còn một nguyên nhân khác nữa, nó gây viêm gan đó.
Nguyên nhân nào hay kèm theo mấy anh chị? Gan nhiễm mỡ, không hề biết. Điều trị virus về âm tính rồi, virus về âm tính rất là dễ điều trị, nhưng men gan nó cứ tăng hoài, nó không có xuống, sơ hóa nó càng ngày càng tăng. Có nghĩa là ngoài viêm gan B, nó còn một nguyên nhân khác nữa. Mà nguyên nhân đứng hàng đầu hiện nay là gan nhiễm mỡ không do rượu. Gặp nhiễm, hỏi chị Dung, Nhung đây coi. Gặp nhiều lắm luôn á, điều trị hoài, men không xuống nổi là còn nguyên nhân khác. Đương nhiên là chắc chắn sơ hóa nó không lùi đâu. Vì nguyên nhân gì tôi không cần biết, chỉ cần nó gây tổn thương gan thì nó gì? Nó sơ, vậy thôi. Bệnh nhân mình có phải một bệnh không? Không. Bệnh nhân mình là một con người đủ thứ bệnh trên đời, càng ngày càng nhiều bệnh, mà chính càng nhiều bệnh thành ra gì? Mình chuyên khoa càng sâu là càng chết, càng sâu là nhưng mà phải biết tổng quát. Tôi hết cái gì tôi cũng trị hết. Tại lý do làm sao? Tôi là giảng viên, tôi trình một bệnh cho sinh viên hoặc học viên sau đại học. Không giờ có một bệnh đâu. Mấy anh chị biết tôi làm tiêu hóa, đâu phải ra trường 25, 26 năm, tôi ra trường 26 năm rồi. Đâu phải 26 năm tôi làm tiêu hóa đâu. 6 năm thận mỗi tiết, 2 năm tim mạch, 1 năm hô hấp, 1 năm ICU, đi còn hơn nội trú nữa. Chỗ nào không có giảng viên chạy ra chỗ đó dạy, học muốn khùng luôn. Chỉ có những năm sau này mới tập trung focus vào tiêu hóa thôi. Thành ra cái gì cũng phải biết. Chứ chẳng nhẽ bệnh nhân đến với mình đái tháo đường, nó liên quan đến gan nhiễm mỡ, liên quan đến xơ gan ung thư. Chẳng nhẽ cái gì á, mình cũng phải đi hội chẩn hết. Đúng không? Mà chưa chắc mình hội chẩn mình đã tin nữa. Thành ra mấy chị á, phải làm bác sĩ tổng quát nội, nhưng mà chuyên sâu về một cái thì bác chị sẽ giỏi hơn rất là nhiều. Nhớ là còn nguyên nhân khác nhiều lắm mấy anh chị. Rượu nữa, chưa tính rượu nữa nha. Bây giờ cái FibroScan này nó còn có cái mỡ nữa mấy anh chị. Bây giờ nói tới cái mỡ cho nó vui ha. Mỡ ở đây bảo đảm mấy anh chị, mỡ ra người nào S1 là nhiễm mỡ tuốt hết rồi, chỉ có S0 là không nhiễm mỡ thôi. Nhiễm mỡ bây giờ thường thường chị phát hiện gan nhiễm mỡ trên siêu âm đúng không ạ? Tôi đang làm một cái nghiên cứu, tôi cho tất cả bệnh nhân đi siêu âm mà có gan nhiễm mỡ lôi ra hết, đi tìm nguyên nhân mới đánh giá sơ hóa, đánh giá nhiễm mỡ, đánh giá nguy cơ tim mạch. Nhiều lắm, bảo đảm luôn mấy anh chị đi siêu âm ở đây. Siêu âm ở đây giá một nửa là có gan nhiễm mỡ lắm ạ. Nhưng mà mấy anh chị không biết làm cái gì nữa hết. Thì nhiễm mỡ nó nhiều nguyên nhân lắm. Nhưng mà một nguyên nhân, hai nguyên nhân đứng hàng đầu là rượu nè. Thứ hai là không do rượu. Ngoài ra những nguyên nhân khác do thuốc nè, do viêm gan C nè, ha. Hoặc là nhịn ăn ốm quá nó cũng nhiễm mỡ luôn. Nó thấy mập quá, nhịn ăn nhanh quá, tụt ký nhiều quá cũng nhiễm mỡ, có thai cũng có thể nhiễm mỡ vân vân. Nhưng hai nguyên nhân hàng đầu là do rượu và nguyên nhân này, NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease. Tại sao phải đo mỡ? Bây giờ siêu âm mấy chị chỉ trả lời được là nhiễm mỡ nhẹ, trung bình và nặng thôi, mấy chị không có con số. Mấy chị không biết mình nhiễm mỡ bao nhiêu phần trăm. Bình thường trong cái gan của mình á, nó có khoảng dưới 5% tế bào gan nó có mỡ. Mỡ đó là triglycerid nha mấy anh chị, nó là triglycerid. Khi nào một cái số lượng tế bào gan nó vượt trên 5% là mỡ á, thì mình gọi là gan nhiễm mỡ. Và gan nhiễm mỡ này á, mình tiêu chuẩn vàng là sinh thiết. Nhưng bây giờ người ta chẩn đoán gan nhiễm mỡ dựa vào hình ảnh. Tất cả hình ảnh siêu âm, MRI, CT cái giống gì mà trả lời nhiễm mỡ là chắc chắn là bệnh rồi, là nhiễm mỡ. Tại vì nó chắc chắn là trên 5%, siêu âm thường thường 20-25% nhiễm mỡ nó mới phát hiện được. Thành ra đôi khi siêu âm trả lời không nhiễm mỡ không có nghĩa là không nhiễm mỡ đâu, mà có thể là nhiễm mỡ nhẹ. Nhiễm mỡ nó có ý nghĩa gì trong cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu? Nhiễm mỡ, mức độ nhiễm mỡ nó tương ứng với độ dày của nội mạc động mạch cảnh. Mà độ dày nội mạc động mạch cảnh thì tương ứng với độ cứng động mạch vành. Và nó tương ứng với hai nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân không có chết vì gan đâu, chết vì hai cái thằng này trước. Và rất rất nhiều bệnh nhân nhiễm mỡ không do rượu, tôi cho đi siêu âm Doppler động mạch cảnh, gần như tôi làm automatic ra sơ vữa động mạch cảnh và hẹp. Bắt buộc mấy chị phải ngừa bằng statin với aspirin hoặc là bidorel để ngừa đột quỵ. Bác sĩ tim mạch không hề biết. Bác sĩ tim mạch không hề đi siêu âm Doppler động mạch cảnh trên những bệnh nhân có phát hiện gan nhiễm mỡ, vì người ta nói gì? Gan nhiễm mỡ, mỡ ở gan là yếu tố nguy cơ độc lập của xơ cứng động mạch cảnh. Yếu tố nguy cơ độc lập và là strongest, yếu tố nguy cơ mạnh nhất hơn tất cả các yếu tố nguy cơ truyền thống của tim mạch.
Yếu tố nguy cơ truyền thống của tim mạch là gì ạ? Là tăng huyết áp, là đái tháo đường, là rối loạn lipid máu, là chị tùm lum đúng không? Thằng này mạnh hơn. Thành ra siêu âm gan nhiễm mỡ mà không có uống rượu, không nguyên nhân gì khác là siêu âm đốt lên động mạch cảnh liền. Nhiễm mỡ bạn nào ở đây ra S2, S3 đi làm siêu âm đốt lên động mạch cảnh liền. Coi chừng có sơ vữa, coi chừng có hẹp là phải phòng ngừa liền. Tôi đột quỵ mà đã gặp rồi nha mấy anh chị. Tôi gặp bệnh nhân rối loạn lipid máu gặp nhiều lắm. Siêu âm có gan nhiễm mỡ, tôi làm siêu âm đốt lên mạch cảnh ra sơ vữa động mạch cảnh có hẹp đáng kể. Tôi nói là ca này nguy cơ đột quỵ, giải thích người nhà ca này nguy cơ đột quỵ. 2 tuần sau nó đột quỵ thiệt luôn. 2 tuần sau bị đột quỵ, người nhà vô nói may mà mình tư vấn, mình nói trước, mà có đột quỵ nó cũng không đổ thừa mình đâu, mình bác sĩ gan mà, đi đổ thừa bác sĩ tim mạch kìa. Thì bác sĩ tim mạch chỉ tăng huyết áp, rối loạn lipid máu mà, nhưng mà tôi là người phát hiện ra và tôi báo trước cho người nhà, mình ngừa không kịp. Nên người ta nói gì mấy anh chị? Siêu âm để đo độ dày lớp nội mạc động mạch cảnh được chấp nhận rộng rãi là một phương tiện sàng lọc để đánh giá nguy cơ bệnh tim mạch ở bệnh nhân bị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, mặc dù người này hoàn toàn không có một triệu chứng gì của hẹp mạch cảnh hết. Nha. Thành ra mấy anh chị có trong tay cái FibroScan đo được cái cáp. Tôi nói thường thường khi các bệnh viện họ mua hỏi tôi lắm nên mua cái máy gì. Vì siêu âm đàn hồi nhiều loại máy lắm. Tôi nói mua cái FibroScan vì mấy anh chị muốn lấy vốn nhanh thì mua cái FibroScan. Vì mấy anh chị đi siêu âm cái gan nhiễm mỡ nó nhiều lắm. Nội mấy anh chị tư vấn bệnh nhân bây giờ gan nhiễm mỡ nha, bây giờ tôi đo coi thử bao nhiêu phần trăm tế bào gan là mỡ là bệnh nhân ok liền. Còn mấy anh chị mà chỉ định cái sơ hóa thôi á thì cái số lượng bệnh nhân làm không có nhiều. Còn cái gan nhiễm mỡ tôi nói vô số, cái thằng uống rượu cũng mỡ, đúng không ạ? Đái tháo đường cũng mỡ, rối loạn mỡ máu cũng mỡ. Đái tháo đường 80% là gan nhiễm mỡ. Thằng nào mà có nhiễm mỡ rồi nguy cơ tim mạch cực cao. Thành ra cái chỉ định á để đo FibroScan nó nhiều vô số. Mấy anh chị lấy vốn cực nhanh, tôi nói thiệt luôn á. Mấy anh chị phải biết cái chỉ định của mình ở cái ưu thế của thằng này là vậy. Đây, mức độ nhiễm mỡ. Trước đây thì họ dùng siêu âm bụng nha. Siêu âm bụng nó có thể chỉ phát hiện những mức độ nhiễm mỡ khoảng 20-25% trở lên thôi. FibroScan với đầu dò cáp. Và cái phương tiện của này là đo phân suất mỡ bằng MRI, được xem là tiêu chuẩn vàng. Tuy nhiên MRI hiện nay nó có cái máy ở Medic, nhưng mà dùng để nghiên cứu thôi, không ai đi đo nhiễm mỡ đưa cái MRI mấy triệu bạc. Ha. Mấy anh chị đọc cái cáp đi. Chiếc cáp trong tay mấy anh chị có cái nhiễm mỡ đó. Mấy anh chị cũng đọc EQ Adrenmed giùm tôi, bên cạnh nó có EQ Adrenmed nè. Xong mấy anh chị đọc cái cáp này bao nhiêu, xong mấy anh chị lật cái trang phía sau, mấy anh chị coi mấy anh chị nhiễm mỡ mức độ nào. Nếu mà F0 từ 0 đến 10%, S1 từ 11 đến 33%, S2 từ 34-66%, S3 là trên 66%. Có nghĩa 100 tế bào gan là hết bà, 67% là mỡ rồi. Mấy anh chị không có sợ đâu. Nhưng mấy anh chị nhớ nè, cái mức độ nhiễm mỡ nó không liên quan đến mức độ sơ hóa nha. Cái nhiễm mỡ nó không liên quan đến sơ hóa nhiều. Khi nào nhiễm mỡ nó gây viêm á thì nó mới sơ hóa thôi. Thành ra có người nhiễm mỡ rất là nặng nhưng sơ hóa zero hoặc F1, nhưng nguy cơ gì mấy anh chị? Nguy cơ tim mạch. Nếu có viêm, nguy cơ tăng lên nữa. Vừa nhiễm mỡ vừa viêm nữa là nguy cơ tim mạch càng tăng lên nữa. Mà người ta thấy rằng là đa số bệnh nhân không có chết vì sơ và ung thư nhiều, mà nó chết trước vì tim mạch rồi, nó chưa kịp qua sơ gan ung thư, nó chết trước vì tim mạch rồi. Mà chết trước vì tim mạch thì người ta nghĩ là do bệnh tim, người ta không có nghĩ gì tới gan hết đó. Nhưng thực sự cái nhiễm mỡ ở gan đó là một cái dấu ấn, một cái mặt cơ để báo động cho người bệnh là gì? Lo tầm soát tim mạch đi, vì nguy cơ sẽ là tim mạch. Đây là đầu dò cáp. Đây là một cái meta-analysis năm 2019. Họ đánh giá thì mấy bạn thấy nè, độ nhạy của nó cũng khá là cao. Ha, độ nhạy của nó, độ đặc hiệu của nó. À, cái AUROC đâu mất tiêu rồi. Đây là 0,9 mấy lẫn nè. Lớn là S1 rất là cao hả mấy anh chị? Đây, độ nhạy của nó đến 0,87 nè. Độ đặc hiệu 0,91 nè. AUROC của nó rất là tốt ha, so với sinh thiết. Cái này là S2, cũng tương tự vậy, độ nhạy, độ đặc hiệu. S3, và người ta kết luận rằng cáp nên được xem xét cẩn thận như là một phương tiện thay thế sinh thiết trong thực hành lâm sàng để đánh giá mức độ nhiễm mỡ. Thì tôi nghiên cứu về nó, tôi nghiên cứu hai cái mảng nhiều nhất là sơ hóa và nhiễm mỡ, là hai cái mảng hot hiện nay trên thế giới đó mấy anh chị. Đây là hai cuốn sách.
Một cuốn sách về sơ hóa, một cuốn sách về nhiễm mỡ. Tôi xuất bản tất cả là 5 cuốn sách. Một cái cuốn sách nữa mấy anh chị rất cần cho bác sĩ tổng quát là cái cuốn phân tích xét nghiệm sinh hóa gan và các dấu ấn viêm gan virus. Cái cuốn đó thì dành cho tất cả các bác sĩ nói chung. Phân tích men gan, nổi cái men gan không á, tôi nói thiệt mấy anh chị có hiểu hết được cái men gan không? Chưa chắc đâu. Nhìn cái men gan không thôi là phân tích được một đống thứ. Chưa cần phải làm gì nhiều hết. Là men gan thì hầu như bác sĩ nào cũng chỉ định hết, nhưng mà nhìn vô thì không phân tích được đâu. Không có đơn giản là tăng hay giảm đâu. Nhiều thứ để nói lắm. Thì tóm lại đánh giá sơ hóa gan rất là quan trọng, mấy chị biết rồi ha. FibroScan được khuyến cáo sử dụng để đánh giá viêm gan B, C và NAF. Lưu ý một số vấn đề khi đánh giá kết quả FibroScan. Bên cạnh cái sơ hóa gan thì cái cáp của mình, cái FibroScan với đầu dò cáp thì nó đánh giá được mức độ nhiễm mỡ nữa với cái độ chính xác khá là cao. Rồi, cái bài của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các anh chị đã nghe.